công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt mã CK, PDG đã trúng đấu giá khu đất vàng Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn với diện tích 5.246m² và tổng mức trúng đấu giá 126,5 tỷ đồng. Khu đất có vị trí được đánh giá đẹp nhất thành phố biển Quy Nhơn. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại số 1 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, PDG đã chính thức sở hữu khu đất được đánh giá đẹp nhất thành phố biển Quy Nhơn. Khu đất có diện tích 5.246m² với tổng mức trúng đấu giá 126,5 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của khu đất là có vị trí ngay nút giao thông của các tuyến đường trung tâm như An Dương Vương, Ngô Mây, Xuân Diệu, Diệu Hiền. Từ đây, chỉ mất vài bước chân để đến quảng trường trung tâm Nguyễn Tất Thành. Các tuyến đường trung tâm tổ chức tất cả sự kiện lớn nhỏ của thành phố như đường Hoa Tết, hội chợ đêm, các giải marathon Việt dã. Không dừng lại ở đó, với tầm nhìn hướng biến và đối diện với tổ hợp công viên vui chơi, công viên cho trẻ em, khách sạn, nhà hàng, bar, liền kề với mặt biển đã tạo cho khu đất có vị trí thuận tiện và hấp dẫn nhất thành phố biển Quy Nhơn. Để trở thành chủ nhân của khu đất, PDG đã phải đáp ứng các điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề ra, với tổng vốn đầu tư tối thiểu thực hiện dự án là 1.000 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư dự án. Đồng thời, PDG cũng cần phải thỏa mãn những cam kết về bảo vệ môi trường, chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc, mật độ xây dựng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, PDG đã bắt tay với công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ AKIN, chủ khách sạn The Secret Côn Đảo tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sắp đi vào hoạt động, và công ty cổ phần đầu tư 559, chủ resort Fusion Mayer tại thành phố Đà Nẵng, cùng đầu tư và phát triển dự án khách sạn đẳng cấp 5 sao tại đây. Việc tiếp tục trúng đấu giá khu đất vàng Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn thêm một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển quỹ đất của PDG tại các tỉnh miền Trung là ưu tiên các vị trí đắc địa, gần biển, đồng thời mang lại những dự án nâng tầm cuộc sống và duy trì, phát triển các giá trị văn hóa của địa phương. Sau hai lần đổi chủ, đến nay dự án đất vàng tại số 1 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn đã có chủ mới sau khi liên doanh của công ty bất động sản Phát Đạt trúng đấu giá với số tiền hơn 126 tỷ đồng. Lô đất có tổng diện tích hơn 5.200m² tại số 1 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, được xem là một trong những vị trí rất đắc địa tại trung tâm thành phố Quy Nhơn để phát triển dự án tổ hợp bất động sản du lịch, khách sạn, bởi có tầm nhìn đẹp hướng ra bờ biển Quy Nhơn. Khu đất nằm tại ngã năm giao giữa các đường Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu và Diên Hồng, nhìn thẳng ra công viên và quảng trường trung tâm, sát bờ biển thành phố Quy Nhơn. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tìm được chủ đầu tư cho lô đất vàng này bằng việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thành Châu. Doanh nghiệp này cũng đã chuẩn bị các công tác đầu tư, phương án kiến trúc của dự án là một tổ hợp dịch vụ và thương mại cao 46 tầng. Tuy nhiên, do chậm triển khai xây dựng nên dự án đã bị thu hồi. Đến năm 2016, dự án này đã đổi chủ sang cho tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ. Chính quyền địa phương cũng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án với tên gọi Hoa Sen Tower Quy Nhơn, với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, một lần nữa dự án này lại chết yểu do chiến lược lấn sân sang bất động sản của đại gia Tôn Hoa Sen gặp phải khó khăn, hàng loạt dự án bất động sản trên khắp cả nước của tập đoàn này phải khai tử. Dự án này lại bị thu hồi do chủ đầu tư không triển khai theo đúng quy định. Cuối năm 2018 thì tỉnh Bình Định quyết định đấu giá rộng rãi lô đất vàng này nhằm xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp, với giá khởi điểm bán đấu giá của khu đất hơn 120 tỷ đồng. Lần trúng đấu giá lần này là liên doanh công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ AKIN, thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần đầu tư 559, ở Đà Nẵng với số tiền hơn 126 tỷ đồng. Theo kế hoạch, lô đất sẽ được phát triển một dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp, 5 sao. Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thời gian thuê đất 50 năm. Trong thời gian gần đây, Phát Đạt liên tục có những động thái phát triển các dự án bất động sản lớn ở thành phố Quy Nhơn. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Phát Đạt, thì đây là chiến lược mở rộng đầu tư các dự án của công ty ở thị trường các tỉnh duyên hải miền Trung. Và công ty chỉ đầu tư vào những dự án có tỷ suất sinh lời cao, vào những thị trường mà Phát Đạt có thế mạnh mà hiểu biết, chứ không đầu tư dàn trải. Hồi đầu năm 2019, Phát Đạt bắt đầu tấn công vào Quy Nhơn bằng việc trúng đấu giá lô đất hơn 34 ha, phân khu 4 tại khu đô thị Nhơn Hội vào cuối tháng 2 năm 2019. Cũng trong giai đoạn này, Phát Đạt cũng đã trúng đấu giá một lô đất khác tại đây có diện tích 36 ha, phân khu 2. Cả hai lô đất này đều được Phát Đạt lập thành dự án khu đô thị, kết hợp với công ty Danh Khôi phân lô bán các nền đất có sổ đỏ.
Chỉ trong vài tháng, hầu hết các lô đất đã được bán cho người mua, Phát Đạt đã thu về hàng nghìn tỷ đồng. Đầu tháng 6, Phát Đạt tiếp tục công bố trúng đấu giá lô đất đất phân khu số 9 khu đô thị Nhơn Hội, có diện tích 45,94 ha với giá trị là 647,56 tỷ đồng, nâng tổng quỹ đất đang sở hữu ở Nhơn Hội lên 116,2 ha. Cũng bằng cách làm tương tự như hai lô đất trên, Phát Đạt bắt tay với Danh Khôi phân phối các lô đất nền các khu đô thị này ra thị trường. Cùng với việc trúng thầu dự án khu dân cư Bắc Hà Thanh tại Bình Định, có diện tích 55,7 ha vào tháng 2, tổng quỹ đất mà Phát Đạt hiện đang sở hữu tại Bình Định hiện vào khoảng 171,9 ha, chiếm 42% trên tổng số diện tích đất mà công ty tự phát triển và liên kết phát triển trong năm 2019.